Ok, hello anh em nha. Thì bây giờ mình sẽ test cái cây BFS này của mình nha. Đấy. Anh em thấy cái kẹp này nó rất là chắc chắn nha. Bắn không có bị vuột thùng được đâu, yên tâm. Chặt mình là chặt quát đàng hoàng nha, nó xịn sò. Rồi thì anh em xem video nhớ cho mình một đăng ký nha, một like, cảm ơn anh em rất là nhiều. À, thì hôm nay mình sẽ bắn ba cái lon này, chiên cái nữa. Ok chưa? Thì mình bắn cây này á thì mình sẽ chơi góc 30 và truyền thống luôn nha mọi người. Nhưng mà mình thật sự là mình không biết bắn mấy góc này cho lắm, mình chỉ biết sơ sơ thôi. Thì cái kỹ thuật mà để bắn ná BFS này để không bị ăn chạc nó rất là đơn giản. Mọi người chỉ cần kéo da nè, kéo nha, và sấy thì đạn nó sẽ rất là, cái cơ hội đập chặn nó rất là ít nha. Và các bạn kết hợp bẫy tay đó, kéo đạn sấy da nè và bẫy tay. Ok chưa? Đó thì bắn bê bến nó cũng vậy thôi, nó không có gì phức tạp lắm. Rồi bây giờ thì mình sẽ đeo cái Euro trên đầu và mình test mấy lon pin nha, mua tới luôn rồi. Ok anh em, thì đừng quên là bấm cho mình một like và một đăng ký kênh nha, cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Đó thì mình bắn cũng ba tạc ba vuột nữa chứ không có chắc chắn đâu, mình bắn khoảng cách khoảng 5-6-7 mét à. Đó, từ ở đây ra tới ngoài đó, qua khỏi cái cửa đó là 10 mét nha các bạn. Rồi mình sẽ không qua khỏi cửa đâu, thì xa quá. Ở đây là trong nhà nữa, mình bắn sợ đạn nó văng bể bóng đèn. Rồi mình sẽ bắn khoảng đây lại tới đây thôi, là khoảng 5-6-7 mét á. Ok thì các bạn cũng thông cảm nha, tại vì mình test ná thôi chứ mình cũng không biết bắn cái góc này đâu nha. Ok nha. Thì hôm nay thì mình bắn kéo sơ mi, của dây này mình chỉ kéo được sơ mi thôi, sơ mi butterfly gì đó. Ok, test nha mọi người. Má ơi, đạn đừng có dở dấu điện thoại của nghe trời. Lần thứ ba này nè. Okay. Okay.
Ok. Hey mọi người, thì nói chung là tại mình không biết bắn thôi, chứ mình thì thấy cái cây này nó nhắm rất là chuẩn. Cây này là thông số là chặt 8 nha bạn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem mấy cái lò lủng. Thấy không? Trong đây mình có đựng nước nha. Ok. Đây là một cái nha. Còn này là cái lon ở giữa nè. Xuyên trên đầu luôn. Xuyên trên đầu luôn. Ghê thiệt. Đó, cái này cũng trên đầu luôn nè. Úi dồi. Các bạn thấy cái nái của mình như thế nào? Nói chung nó rất là đẹp luôn. Ok, thì clip mình test cái cây này cũng vậy thôi, tại vì bây giờ là không có đi bắn chim được các bạn, cho nên là chỉ ở nhà test lon bậy bạ thôi. Thì các bạn xem video đừng quên là cho mình xin một like và một đăng ký nha, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok, thì tương lai có thể là mình sẽ làm một hai mẫu ná khác bằng cái cây này luôn nha, bằng cái que đè lưỡi nha, nếu mà anh em ủng hộ. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video nha, bye bye anh em, bye bye nha.